Hello mọi người, đây là chiếc TV Sony mới về shop mình nha. Model là 75X80K nha mọi người, 75 inch nha mọi người. Thì đây là dòng TV mới của Samsung nha, dòng TV mới của Sony nha mọi người. Mình nói lộn qua Samsung. Thì đây mình cũng có bán Samsung, LG, TCL đó nha mọi người, tất cả các hãng luôn nha. Thì số điện thoại của mình là 0949 540 161 nha. Các bạn muốn biết cụ thể như thế nào thì vui lòng liên hệ thêm để mình tư vấn thêm cho nha. Thì bây giờ mình bắt đầu tiến hành cài đặt TV nha. Mình quay từ từ cho mọi người xem nha. Ở đây là mình chọn khu vực hoặc là quốc gia của mình nha mọi người. Cái này nó liên quan tới cái vấn đề là dò đài, dò kênh sau này á. Thì mình ở Việt Nam thì mình chọn Việt Nam nha mọi người. Ở đây nó có rất là nhiều ngôn ngữ và địa chỉ dùng nha. Sony sản xuất bán toàn thế giới nha mọi người. Mình chọn là thiết lập chế độ cơ bản cho TV nha các bạn. Mình kết nối wifi luôn nha, để mình cập nhật ứng dụng luôn nha. Thì ở đây mình bán tất cả các mặt hàng của điện máy nha mọi người. Máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, điện thoại, rồi máy lọc nước. Nói chung là tất cả mặt hàng của điện máy chợ lớn bên mình thì mình có thể tư vấn cho các bạn được nha. Còn trường hợp nào mà mình không biết á, thì mình sẽ chuyển thông tin của các bạn cho mấy bạn BG để tư vấn thêm nha. Số điện thoại của mình là 0949 540 161 nha. Thì bên điện máy chợ lớn của mình á, nhận giao hàng tất cả các khu vực có điện máy chợ lớn thì bên mình đều giao hàng được nha mọi người. Chấp nhận nha các bạn, chấp nhận luôn nha. Đây là dịch vụ của Google nha. Đây, thường máy mới mở lên mà nó sẽ có cái giao diện khởi động như vậy nha các bạn, rất là đẹp nha. 75 inch nha, trong tầm giá là tầm khoảng 30 đến 35 triệu mọi người, tùy theo thời điểm bán nha. Thì cái giá bán của bên mình lúc nào cũng có cái chương trình khuyến mãi hết rồi mọi người. Nói chung là giá bán cụ thể như thế nào các bạn có thể liên hệ với mình tư vấn thêm nha. Mình không để giá bán trên này được, tại vì giá bán bên mình nó sẽ thay đổi liên tục nha. Tiết kiệm điện thì các bạn có thể chọn cao hoặc thấp nha, tùy theo khu vực của các bạn ở nha. Cái phần này là kết nối với cổng kết nối ngoại mọi người, mọi người có thể chọn là bỏ qua nha. Cái này mình để trên bàn hay treo tường nha, thì để đâu mình chọn ở đó nha các bạn, mình để trên bàn nha. Hiệu ứng chỉnh cái này mình có thể bỏ qua luôn nha, cái nào không cần thiết bỏ qua hết nha mọi người. Rồi, vậy là xong nha các bạn, xong cái bước cài đặt đầu tiên nha. Này, mình chưa có nhập tài khoản Google nha. Sau khi mình nhập tài khoản Google vô là cái tài khoản Gmail của mình đó mọi người, là các bạn có thể tạo trực tiếp trên TV hoặc là nhập tài khoản có sẵn nha. Thì sau khi nhập vào, máy nó sẽ cập nhật những cái ứng dụng điện nha. Thì quá trình cập nhật ứng dụng điện này nó diễn ra tầm khoảng 10 phút cho đến 15 phút nha, tùy theo điều kiện mạng của gia đình của các bạn nha. Đây, sau khi nhập tài khoản vô là nó sẽ hỏi những cái trợ lý của Google nha, các bạn đồng ý và cho phép hết nha. Thì sau này mình sử dụng cái tính năng là OK Google, mình nói chuyện trực tiếp với TV không cần dùng remote đâu mọi người. Thì cái dòng X80K này nó sẽ có cái tính năng đó nha. Năm nay là X80K, X85K, X90K đều có cái tính năng này nha mọi người. Đây là quá trình này, cài đặt ứng dụng điện nha. Thì quá trình này mình nói là nó diễn ra tầm khoảng 10 đến 15 phút đó mọi người, tùy theo điều kiện mạng của gia đình các bạn nha. Sau khi cập nhật xong hết rồi là cái giao diện của TV nó sẽ hiện ra giống như vậy nha. Lúc mình mới cài máy nha các bạn, thì cái này nó hiện ra thì mình vẫn có thể là mở ứng dụng YouTube là được nha, nhưng mà nó chạy điện cũng hơi chậm chút nha. Sau khi cài đặt hoàn thành tầm khoảng 10 đến 15 phút đó, thì máy nó mới chạy lại bình thường nha các bạn. Còn nếu như mà gia đình nào mà mạng chậm quá thì các bạn mở liên tiếp trong vòng 1 ngày thì máy nó mới bình thường lại nha. Đây là cái kênh mình hay test cho khách xem nha các bạn, kênh khối 5 triệu nha, kênh này của Việt Nam mình quay á. Đây, nó còn đang cập nhật, nó hơi chậm mọi người, chưa lên được nha, đợi tầm khoảng 5 phút đi, 5-10 phút gì đi.
Mạng ở siêu thị thì cũng mạnh, nhưng mà do ở đây đặt quá nhiều tivi á mọi người, cho nên cài đặt nó cũng hơi chậm chút nha. Mình quay vào lúc 8 giờ sáng mọi người. Sau khi cài đặt xong là nó có cái giao diện như vậy nha. Giao diện này các bạn có thể chỉnh cái ứng dụng mà kéo lên nha mọi người. Ví dụ như cái nào mà sử dụng thường á, thì các bạn có thể kéo lên phía trước nha, đè giữ cái remote rồi kéo cái ứng dụng lên thôi. Đây, YouTube khởi động cũng khá là nhanh nha các bạn. Ở đây mình có tư vấn tất cả các hãng luôn nha mọi người, Samsung, Sony, LG đều mình tư vấn được nha. Tại mình chuyên bên TV á mọi người, mình bán TV trong điện máy cho lớn cũng tầm được 8 năm rồi đó các bạn. Qua nhiều thời kỳ sóng gió nha, qua nhiều thời kỳ công nghệ khác nhau nha. Hồi lúc mới vô làm thì cái TV chủ yếu là xem đài thường thôi mọi người. Lúc đó là năm 2018, 2019 gì đó. Còn bây giờ nó đã là 2022 rồi. Nó sẽ ra rất là nhiều công nghệ dễ sử dụng cho mọi người hơn. Hiện tại bên Samsung nếu như mà cạnh tranh với model này là model Q60B nha mọi người. Model QLED của Samsung nha. Đây là cái giới thiệu về TV nha mọi người. 75x85K nha. Thì cái phân khúc X 75x80K, chứ mình nói lộn mình xin lỗi ạ. Thì cái phân khúc X80K này nó có 75 inch nè, 65 inch nè, 55 inch nè, 50 và 43 inch nha. Thì các bạn có thể điện thoại trực tiếp cho mình nha, mình báo giá tất cả các dòng nha. Hàng được sản xuất và lắp ráp tại Malaysia nha các bạn. X80K là sản xuất và lắp ráp tại Malaysia nha. Duy nhất trong năm nay cái model là model X75K mọi người. Thì model đó là sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam đó. Với cái model 32 inch là 32W830K mọi người, là sản xuất lắp ráp tại Việt Nam nha. Ngoài ra từ X80K trở lên là sản xuất lắp ráp Malaysia nha mọi người. Trên cái thanh giao diện này thì nó có cái chế độ là Bluetooth đó mọi người. Bluetooth để kết nối với phụ kiện nha, kết nối với loa không dây nha mọi người. Thì kết nối với loa kẹo kéo cũng được, nhưng mà cũng tùy theo dòng loa nha các bạn. Nếu như các bạn mua loa kẹo kéo mới bây giờ mà Bluetooth nó tầm khoảng 5.0 trở lên đó, thì có thể là nó dò dính nha. Còn những cái dòng loa cũ ngày xưa mà trường hợp mà cái con Bluetooth nó yếu quá thì có thể là các bạn dò nó không dính nha. Còn là loa thanh của Sony thì các bạn giờ dính kết nối âm thanh ra bình thường nha mọi người. Đây là cái demo hãng nha mọi người. Demo hãng làm rất là đẹp nha. Đây nhỏ BG của Sony nè mọi người. Mới sáng sớm vô làm khùng làm điên gì á. Bữa nào cũng làm trận làm thượng hết. Rồi mọi người nhớ đăng ký và like kênh giùm mình nha. Số điện thoại của mình là 0949 540161 nha. Điện máy chợ lớn cảm ơn nha mọi người. Giao hàng tất cả các khu vực có chi nhánh của điện máy chợ lớn thì bên mình đều giao được nha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh của mình nha. Cũng có một số anh em đã ủng hộ và mua trực tiếp của mình nhờ chi nhánh khác giao hộ. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.